Ông chủ đứng sau ứng dụng mua sắm hoàng tiền Mi Aladdin là ai? Thời gian gần đây, trên các diễn đàn, mạng xã hội đã xuất hiện không ít bài viết, video quảng cáo, thậm chí tổ chức các buổi hội thảo để giới thiệu về ứng dụng Mi Aladdin. Ứng dụng này được quảng cáo bằng những lời lẽ đường mật khi giúp thanh toán các hóa đơn điện, nước, học phí, bảo hiểm, chi phí sinh hoạt, trả góp ngân hàng, mua nhà, mua xe, với khả năng hoàn tiền lên đến 80% giá trị hóa đơn mua hàng. Việc tích điểm trên hệ thống nội bộ của những website và ứng dụng này thường có liên quan tới một hoặc một số loại tiền ảo, ví điện tử, ví dụ như game. Tại Việt Nam, ứng dụng Mi Aladdin được vận hành và giới thiệu bởi công ty cổ phần đào tạo Aputa, Aputa Education, thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook và YouTube. Tổ chức này quảng cáo về các lớp học làm giàu, hướng dẫn kiếm tiền dễ dàng nhanh chóng, kèm theo nhiều bằng chứng về các cá nhân có thể mua nhà, mua xe thông qua việc sử dụng Mi Aladdin để tạo niềm tin đối với các học viên. Theo dữ liệu trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần đào tạo Aputa có trụ sở tại tầng 4 tòa Rainbow Văn Quán, số 79 đường 19 tháng 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Công ty này mới chính thức thành lập vào ngày 28 tháng 11 năm 2019. Aputa đăng ký kinh doanh 34 ngành nghề, với đủ các thể loại như in ấn, bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống, trừ loại nhà nước cấm, bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng kinh doanh, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, đào tạo, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, quảng cáo, dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Người đại diện pháp luật là ông Lê Hoàng, sinh năm 1982, quê quán Hưng Yên. Ngoài việc là giám đốc của Aputa Education, ông Hoàng còn là người đại diện pháp luật của một doanh nghiệp khác là công ty trách nhiệm hữu hạn Ilgamos Việt Nam. Theo thông báo trên Cổng Thông tin Đăng ký Doanh nghiệp, đơn vị này thành lập năm 2016 và tới nay đã bị khóa. Ở thời điểm đăng ký, Aputa Education có vốn điều lệ 1 tỷ đồng với 5 cổ đông gồm ông Đỗ Văn Tuấn 7%, bà Trịnh Thị Thư 10%, bà An Thị Nhung 13,5%, bà Trần Thị Mai 13,5% và ông Lê Hoàng 56%, chưa kể đến những tiềm ẩn về nguy cơ mất tiền, mất dữ liệu cá nhân và mất ổn định an ninh thông tin như cảnh báo của các cơ quan chức năng. Công ty cổ phần đào tạo Aputa còn đang gây nhầm lẫn với thương hiệu của công ty cổ phần Aputa, một startup công nghệ giải trí số có tên tuổi tại Việt Nam, hiện là chủ quản của fanpage Nhà Cấp 4 với nhiều video giải trí trên mạng xã hội Facebook. Phía Aputa khẳng định không có bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến việc tổ chức các lớp học làm giàu hay các nền tảng hoàn tiền lãi suất cao. Phía Aputa cũng đã gửi yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp tới Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ để đánh giá tính hợp pháp của việc sử dụng dấu hiệu Aputa cho các dịch vụ tổ chức sự kiện, tư vấn về kinh doanh thương mại, tư vấn về bán hàng, quảng cáo của công ty cổ phần đào tạo Aputa.